Sếp YouTube từ chức. Sau khi rời ghế CEO YouTube để tập trung vào gia đình, sức khỏe và các dự án cá nhân, Susan Wojcicki tiếp tục đảm nhận vai trò cố vấn cho Google và Alphabet. Sau 9 năm điều hành trang web chia sẻ video lớn nhất thế giới, Susan Wojcicki thông báo sẽ rời khỏi vị trí CEO YouTube. Người đảm nhiệm chức vụ do bà để lại là cấp phó hiện tại New Mohan. Hôm nay, sau gần 25 năm ở đây, tôi quyết định rút lui khỏi vai trò người đứng đầu YouTube và bắt đầu một chương mới. Tập trung vào gia đình, sức khỏe và các dự án cá nhân mà tôi đam mê, Wojcicki cho biết trong bức thư gửi nhân viên được công bố trên Recode. Bà cho rằng đây là thời điểm phù hợp để ra đi. Hiện tại YouTube đã có một đội ngũ lãnh đạo tuyệt vời. Wojcicki gắn bó với Google ngay từ những ngày đầu. Bà gia nhập gã khổng lồ công nghệ cách đây 25 năm, khi hai nhà sáng lập Larry Page và Sergey Brin bắt đầu làm việc trong gara của bố mẹ bà. Sau đó Wojcicki trở thành giám đốc tiếp thị của Google, đồng sáng tạo công cụ Google Image Search, tìm kiếm hình ảnh, góp phần tạo ra AdSense, cùng nhiều sản phẩm quan trọng khác. Khoảng một năm sau khi YouTube xuất hiện, Wojcicki thuyết phục ban lãnh đạo Google mua lại nền tảng video này. Nhà lãnh đạo mới của YouTube sẽ là Neil Mohan, người gia nhập Google sau khi công ty mua lại Doublet vào năm 2007. Tuy nhiên, thay vì đảm nhiệm chức danh CEO, lá thư của Wojcicki nói rằng Mohan sẽ có chức danh phó chủ tịch cấp cao và người đứng đầu YouTube. Mặc dù tuyên bố rời đi, Wojcicki vẫn tiếp tục tham gia vào một số hoạt động của YouTube. Tôi dự định hỗ trợ Neil và trợ giúp quá trình chuyển đổi, bao gồm tiếp tục làm việc với một số nhóm YouTube, huấn luyện các thành viên trong nhóm và gặp gỡ những người sáng tạo. Bà cho biết, sau khi hoàn thành việc trợ giúp quá trình chuyển đổi, Wojcicki sẽ đảm nhận vai trò cố vấn tại Google và Alphabet. Về lâu dài, tôi đã đồng ý với Sundar về việc đảm nhận vai trò cố vấn Google và Alphabet. Điều này cho phép tôi sử dụng những kinh nghiệm của mình trong nhiều năm để đưa ra lời khuyên, hỗ trợ Google và các bộ phận khác thuộc Alphabet, Wojcicki nói về vai trò của bà sau khi chính thức rút khỏi vị trí điều hành YouTube. Năm 2015, Wojcicki được mệnh danh là người quan trọng nhất trong lĩnh vực quảng cáo và lọt vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất năm 2015 của Time.